Vâng, em chào các bác, em về được vài con súp Yamaha nha các bác. Yamaha, con này thì các bác nó hỗ trợ các bác mình nghe nhạc hát karaoke gia đình. Đây là súp Bass 18 để các bác hỗ trợ những cái dàn nghe nhạc các bác high end rồi, hoặc là đối với phòng mà khoảng 35 mét vuông ở lại, các bác đang chơi một cặp bass hoặc là chơi một cặp loa nghe hát karaoke bass 25 30 gì đó. Cần một tiếng súp nó sẽ trải nghiệm tốt hơn thì các bác có thể sử dụng một con súp như thế này. Để phía góc ở đó thì nó sẽ hỗ trợ súp cho các bác tiếng bass. Và nếu các bác tài chính ngon thì các bác chơi hai con luôn, để hai bên là đánh còn hay hơn con bass 30 đó các bác. Và hiện tại một con như thế này, hàng đẹp xuất sắc, em đang giao là 3,4 triệu nha, đẹp xuất sắc nha, bao gồm phí ship. Đây là con Yamaha SW45 bass đánh trước bass 18, e căng của nó là e căng nguyên zin chưa giật luôn nha các bác, tại vì e căng zin của nó là nó có dán keo nha, các bác muốn giật ra là bắt buộc phải cậy, gần nó là gần zin hết. Em về là những con zin hết nha các bác, về cắm điện 100 110 nha các bác. Đặc biệt những con này hỗ trợ nghe nhạc tuyệt vời luôn các bác, tại vì bass 18 nghe tiếng bass nó chắc lắm, nó chắc nó tròn. Phía sau thì đường tín hiệu đầu vào, tại vì nó là hàng nội địa Nhật nha các bác, hàng nội địa Nhật, điện là 100V, hay công tắc cũng toàn tiếng Nhật không à. Đường tín hiệu đầu vào này kém dây AV đây các bác, đẹp xuất sắc cả nha. Giá là 3,4 triệu một con, chuyển khoản đủ là 3,3 triệu. Về các bác chỉ việc làm bố trí cái góc ở đó để em nó trải nghiệm tiếng bass, hỗ trợ tiếng bass cho phòng bộ dàn nghe nhạc và kể cả karaoke là vô tư hết nha. Nếu một phòng mà khoảng 25 mét vuông với một cặp bass thì các bác chỉ cần một con súp như thế này thôi là tiếng bass của bộ dàn của các bác hát karaoke đã trở nên là phê rồi, tại vì nó là chuyên dòng chuyên đánh súp nha. Và nghe nhạc trong phòng nhỏ thì một cái thôi, còn phòng lớn thì các bác thích tiếng bass khỏe thì chơi luôn hai cái, hoặc là hát karaoke phòng 35 mét vuông thì chơi hai con hai góc thì quá tuyệt vời luôn nha, đẹp keng hết nha, tại vì nó là nội địa các bác, đây là toàn tiếng Nhật thôi nha, không có tiếng tiếng Anh đâu. Bass 18 Yamaha SW45, những con này em về để phục vụ các bác chơi phòng nó tầm tầm như là các bác ở chung cư nè, để bộ dàn mà để những cái cặp loa nó ở trên cao cao mà không có chỗ bố trí súp to thì mình có thể sử dụng con súp này, gọn gàng, tiếng bass hay. Tiếng bass của Yamaha thì không bao giờ làm các bác thất vọng, bởi vì tiếng bass nó khá là chắc tròn, từ những model nhỏ nhất cho đến model lớn đều tiếng bass rất là chắc khỏe, và thiết kế của nó rất là đẹp, đặc trưng mèo vàng cherry. Về những con nào cũng đẹp xuất sắc hết nha, về là các bác chỉ việc trưng bày chơi thôi, zin hết thì ATZ kể cả Ekan cũng chưa giật luôn nha. Bán nào chốt con nào thì alo cho em, cứ một con là 3,4 triệu lên sóng này các bác cùng xem đó. Về tinh chỉnh thì cũng như những con súp đầu lớn của con Yamaha thôi, thì volume 2 cút này mình thường mình để 12 giờ nút nguồn, điện 110 nha các bác. Đây là volume, đấy, volume tĩnh to nhỏ đấy, đây cũng vậy, hình tĩnh to nhỏ, logo Yamaha bác đánh trước. Giá là 3,4 triệu, cọc tiền thì các bác cọc 500 1 triệu gì đó tùy các bác, chuyển khoản đủ thì em sẽ nhận là chuyển khoản đủ là chuyển 3,3 triệu nha, còn cọc tiền là cọc 500 700 1 triệu gì đó là còn các bác nhận hàng và thanh toán. Lưu ý là hàng nội địa, điện 110.